Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá trà gạo nứt, đậu đen, đậu đỏ, hoa nhài rang sẵn của Thảo Dược Xanh số 1 Jindu. Trên tay tôi là gói trà gạo nứt của Thảo Dược Xanh số 1 Jindu. Chúng ta cùng xem bên trong có gì nhé. Wow, thật là nhiều quá. Chúng ta xem có gì nào. Đầu tiên đây là đậu đỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm thấy nguyên liệu khác. Đây là đậu đen. Trong này có cả những hạt gạo nứt. Vô cùng ngon phải không nào. Tiếp đến là đậu xanh nhé. Ngoài ra ở đây tôi còn thấy những bông hoa nhài. Đây là những thành phần chính trong trà gạo nứt, loại thượng hạng của Thảo Dược Xanh số 1 Jindu. Để pha trà gạo nứt, chúng ta cần chuẩn bị một chiếc ấm giữ nhiệt. Chúng ta mở chiếc ấm giữ nhiệt ra. Với trà gạo nứt, chúng ta sẽ pha theo tỷ lệ 1:10. Ở đây tôi có phích nước là với 0,5 lít. Sau đây tôi sẽ cho trà gạo nứt vào. Các bạn nhớ đong theo tỷ lệ 1:10 nhé. Cứ 100g trà gạo nứt sẽ pha được khoảng 1 lít nước. Thì ở đây tôi sẽ cho vào khoảng 50g trà gạo nứt để pha với 500ml nước. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ nước đun sôi vào. Nhiệt độ nước tầm từ khoảng 80 đến 90 độ C là vừa đủ nhé. Sau đó chúng ta đậy kín nắp lại, đợi khoảng 10 phút để các hạt gạo nở bung ra thì chắt lấy nước uống. Có thể châm thêm nước vào để uống. Lượng trà và lượng nước có thể thay đổi theo khẩu vị người uống, đậm hay nhạt. Trà gạo nứt có rất nhiều công dụng như thanh lọc cơ thể, giải nhiệt, ngừa mụn, mát gan, tiêu mỡ, giảm cân, ngăn ngừa ung thư, giảm mỡ máu, lợi sữa, giảm đau nhức, tốt cho hệ tiêu hóa. Nhưng lưu ý, trà gạo nứt không nên dùng qua đêm, giảm cân thì uống trước bữa ăn 30 phút. Vừa rồi là những chia sẻ của Thảo Dược Xanh số 1 Jindu về khám phá trà gạo nứt, đậu đen, đậu đỏ, hoa nhài rang sẵn. Nếu thấy video của chúng tôi hữu ích, quý vị và các bạn hãy bấm like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh của Thảo Dược Xanh số 1 Jindu để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi các bạn nhé. Thảo Dược Xanh số 1 Jindu xin cảm ơn. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.